Đúng vậy. Anh Cao và anh Tống, cho tôi hỏi một câu. Dạ. Các anh nói rằng Đức Chúa Giêsu đã trở lại, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng và Ngài đang thực hiện công tác phán xét, có đúng như vậy không? Phải, đúng thật là vậy. Tôi nghĩ không thể nào có chuyện đó. Chúng tôi vẫn luôn tin rằng lời và công tác của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh, và nó không thể tồn tại ngoài Kinh Thánh được. Đúng thật là thế. Amen. Chúng tôi tin rằng niềm tin vào Chúa không thể chệch khỏi Kinh Thánh được. Nhờ Kinh Thánh, ta sẽ đi vào thiên quốc. Amen. Amen. Hiểu như thế thì có gì sai không? Mời tương giao với chúng tôi. Trưởng lão Lưu nói đúng. Lời và công tác của Đức Chúa Trời đều ở trong Kinh Thánh. Amen. Đơn giản là không thể nào có chuyện Đức Chúa Trời phán ngoài Kinh Thánh. Kinh Thánh chứa đựng trọn vẹn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đại diện cho Chúa. Amen. Niềm tin của chúng ta dựa trên Kinh Thánh. Đi chệch khỏi Kinh Thánh là vừa chống đối vừa chối bỏ Chúa. Amen. Amen. Anh chị em không chấp nhận mọi điều này là sự thật sao? Đúng vậy. Lời dạy công tác của Đức Chúa Trời đều được chứa đựng trong Kinh Thánh. Đúng vậy. Dù có chuyện gì, chúng ta phải tôn cao và bảo vệ Kinh Thánh. Amen. Như thế chẳng đúng sao? Phải. Kinh Thánh là tất cả những gì ta cần theo. Amen. Thưa anh chị em, mọi người nói rằng lời và công tác của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh, và nó chứa đựng sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời, rằng những lời và công tác của Đức Chúa Trời không thể tồn tại ở ngoài Kinh Thánh. Giới tôn giáo tin như vậy. Có vẻ chẳng ai có thể thật sự xác định liệu quan điểm này có đúng đắn hay không. Trước đây, chúng ta đã xử lý mọi vấn đề theo Kinh Thánh. Cho tôi hỏi nha. Liệu quan điểm của giới tôn giáo tương hợp với Kinh Thánh hay là tương hợp với lời Đức Chúa Trời? Nói vậy là đúng không? Đức Chúa Giêsu chưa hề nói như vậy trong Kinh Thánh. Đức Thánh Linh cũng không hề phán như vậy. Vậy thì thử hỏi quan niệm này từ đâu mà ra? Phải, nó từ đâu ra chứ? Hay lắm, hãy lắng nghe nào. Vậy nó từ đâu ra? Đúng rồi, nghe nào. Được. Điều này thật sự không khó giải thích. Có thể nói chắc chắn rằng quan niệm này phát xuất từ hình dung của con người. Đúng rồi. Những quan niệm và hình dung. Tại sao tôi lại nói như vậy? Chúng ta đều biết Cựu Ước và Tân Ước ghi lại hai giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời. Về lời và công tác của Đức Chúa Trời trong thời đại luật pháp và thời đại ân điển. Có ai dám nói Kinh Thánh ghi lại tất cả không? Không. Có ai dám nói mọi lời của Đức Chúa Trời được phán qua các tiên tri trong thời đại luật pháp và mọi lời của Đức Chúa Giêsu trong thời đại ân điển đều có trong Kinh Thánh hay không? Không. Tôi thì chẳng dám chắc đâu. Thật ra, anh chị em đều biết rất rõ rằng nhiều lời của Đức Chúa Giêsu không được ghi lại trong Kinh Thánh. Phải. Những lời của Đức Chúa Giêsu trong Kinh Thánh chỉ là phần nổi của tảng băng. Nhiều sách tiên tri trong thời đại luật pháp cũng không được đưa vào Kinh Thánh. Đây là điều hầu như ai cũng biết. Vậy làm sao có thể nói rằng mọi lời và công tác của Đức Chúa Trời đều được ghi lại trong Kinh Thánh? Như vậy chẳng phải là mâu thuẫn với mọi sự thật sao? Như vậy anh chị em chẳng phải kẻ dối trá sao? Đức Chúa Giêsu đã tiên báo rằng Ngài sẽ trở lại. Làm sao những lời của Đức Chúa Giêsu trở lại được ghi trước trong Kinh Thánh chứ? Không thể nào. Phải, không thể nào. Chúng ta phải thật rõ ràng. Kinh Thánh là ghi lại công tác của Đức Chúa Trời trong quá khứ. Nhiều năm sau khi Cựu Ước được viết ra, Đức Chúa Giêsu mới thực hiện công tác cứu chuộc của Ngài trong thời đại ân điển. Phải rồi, phải. Nói tôi nghe, những lời của Đức Chúa Giêsu có tự động được viết ra hay không? Không thể đâu. Đời nào đâu. Đúng vậy.
đó là việc bất khả thi. Lời và công tác của Đức Chúa Trời phải được biên soạn trước khi được đưa vào trong Kinh Thánh. Amen. Có lý lắm. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời toàn năng đã đến để thực hiện công tác phán xét khởi đi từ nhà Đức Chúa Trời và đã bày tỏ nhiều lẽ thật để cứu rỗi nhân loại. Liệu những lẽ thật này tự động xuất hiện trong Kinh Thánh hay sao? Không thể nào. Đúng rồi. Hội Thánh Đức Chúa Trời toàn năng biên soạn những lẽ thật được Đức Chúa Trời toàn năng bày tỏ đưa vào trong Kinh Thánh của thời đại Dương Quốc, lời xuất hiện trong xác thịt. Kinh Thánh của thời đại Dương Quốc chỉ chứa đựng những bày tỏ của Đức Chúa Trời mà không có lời của con người. Amen. Chúng tôi nói rằng lời xuất hiện trong xác thịt là con đường sự sống đời đời được Đức Chúa Trời ban trong những ngày sau rốt. Amen. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Đây là kho tàng quý giá mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Quan điểm rằng mọi lời và công tác của Đức Chúa Trời đều ở trong Kinh Thánh, rằng những lời và công tác của Đức Chúa Trời không thể tồn tại ở đâu khác, là không đúng, vô lý, và hoàn toàn là sản phẩm của những quan niệm và hình dung của con người. Amen. 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 Chúng ta đều đồng ý với những sự thật này chứ? Phải, đúng vậy. Phải, họ nói chuẩn lắm. Đây chính là sự thật. Tôi xin nhắc lại đoạn phúc âm theo Giăng. Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giê-xu đã làm. Dí bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy. Đoạn Kinh Thánh này nói rõ ràng rằng nó không chứa đựng mọi lời và công tác của Đức Chúa Giê-xu. Kinh Thánh thật sự là trình thuật rất giới hạn. Làm sao chúng ta có thể nói rằng mọi lời và công tác của Đức Chúa Trời đều ở trong Kinh Thánh? Đúng vậy. Do đó đây còn là gì ngoài một lời dối trá trắng trợn? Phải, đúng là vậy. Quan điểm của một sư nhà trưởng lão rằng lời Đức Chúa Trời chỉ có trong Kinh Thánh, chẳng đứng vững được. Thật là vậy. Hãy đọc những lời của Đức Chúa Trời toàn năng để làm rõ thêm nào. Được. Mời anh chị em dở trang 984. Đức Chúa Trời toàn năng phán: những điều được ghi lại trong Kinh Thánh thì hữu hạn, chúng không thể đại diện cho toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời. Bốn sách phúc âm tổng chưa đầy 100 chương ghi lại hữu hạn các sự kiện như Giê-xu rủa cây vả, 3 lần chối Chúa của Phi-e-rơ, Giê-xu xuất hiện trước các môn đồ sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá và phục sinh, dạy về kiêng ăn, dạy về cầu nguyện, dạy về ly dị, sự ra đời và gia phả của Giê-xu, sự bổ nhiệm các môn đệ của Giê-xu, vân vân. Tuy nhiên, con người xem chúng như báo vật, thậm chí đối chiếu công tác của ngày nay với chúng. Họ thậm chí còn tin rằng toàn bộ công tác Giê-xu đã làm trong cuộc đời Ngài chỉ có bấy nhiêu thôi. Như thể Đức Chúa Trời chỉ có khả năng làm bấy nhiêu việc này và không làm được gì hơn. Điều này chẳng phải là ngớ ngẩn sao? Giờ mời mở trang 1274. Tôi sẽ đọc. Tốt lắm. Vào thời đó Giê-xu chỉ dạy cho các môn đồ của Ngài những loạt bài giảng trong thời đại ân điển về các chủ đề như thực hành như thế nào, nhóm họp với nhau như thế nào, khẩn xin trong khi cầu nguyện như thế nào, đối xử với nhau như thế nào, vân vân. Công tác Ngài đã thực hiện là công tác của thời đại ân điển, và Ngài chỉ dẫn giải về cách các môn đồ và những người theo Ngài phải thực hành. Ngài chỉ làm công tác của thời đại ân điển chứ không làm công tác nào của thời kỳ sau rốt. Công tác của Đức Chúa Trời ở mỗi thời đại đều có ranh giới rõ ràng. Ngài chỉ làm công tác đương thời và không bao giờ thực hiện trước công tác của thời đại tiếp theo. Chỉ bằng cách này thì công tác đại diện cho mỗi thời đại của Ngài mới được nổi bật. Giê-xu chỉ nói về những chỉ dấu của thời kỳ sau rốt, về việc làm thế nào để kiên nhẫn và làm sao để được cứu rỗi, cách ăn năn và xưng tội, cũng như cách giác thập tự giá và chịu đựng đau khổ. Ngài chưa bao giờ nói về việc con người trong thời kỳ sau rốt nên đạt được lối vào như thế nào, cũng không nói về việc con người nên tìm cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời như thế nào. Như thế chẳng phải là nực cười khi kiếm tìm trong Kinh Thánh về công tác của thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời sao? Người có thể thấy được gì khi chỉ bám lấy Kinh Thánh? Dù là người diễn dịch Kinh Thánh hay người giảng đạo, ai có thể thấy trước được công tác của ngày hôm nay?
Nếu ngươi muốn thấy công tác của thời đại luật pháp và muốn thấy dân Israel đã đi theo con đường của Đức Giê-hô-va ra sao, thì ngươi phải đọc Cựu Ước. Nếu ngươi muốn hiểu công tác của thời đại ân điển, thì ngươi phải đọc Tân Ước. Nhưng làm thế nào để ngươi thấy được công tác của thời kỳ sau rốt? Ngươi phải chấp nhận sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời của ngày nay và bước vào công tác của ngày nay. Vì đây là công tác mới và chưa từng được ai ghi lại trước đây trong Kinh Thánh. Công tác của ngày nay là một con đường mà con người chưa bao giờ đi và một con đường chưa ai từng thấy. Đó là công tác chưa từng được thực hiện trước đây. Đó là công tác mới nhất của Đức Chúa Trời trên đất. Ai đã có thể ghi lại trước từng chút một công tác của ngày nay, không bỏ sót? Ai đã có thể ghi lại công tác lớn hơn, khôn ngoan hơn, bất chấp quy ước này trong cuốn sách cũ mốc đó? Công tác của ngày nay không phải là lịch sử. Và như vậy, nếu ngươi muốn đi trên con đường mới của ngày nay, thì ngươi phải rời khỏi Kinh Thánh. Ngươi phải vượt ra khỏi các sách tiên tri hoặc sách lịch sử trong Kinh Thánh. Chỉ khi đó, ngươi mới có thể đi đúng con đường mới. Và chỉ khi đó, ngươi mới có thể bước vào cõi mới và công tác mới. Amen. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Điều này quá thật là tuyệt vời. Lời của Đức Chúa Trời toàn năng hoàn toàn tương hợp với các sự thật này. Kinh Thánh chỉ là bản ghi lại lời và công tác của Đức Chúa Trời trong thời đại luật pháp và thời đại ân điển. Đúng rồi. Lời và công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt không thể nào được viết trước. Phải. Đúng là, đúng là vậy. Chúng ta từng khẳng định rằng mọi lời và công tác của Đức Chúa Trời chỉ có trong Kinh Thánh. Như thế thì không phù hợp với những sự thật về công tác của Đức Chúa Trời. Đúng thật là vậy. Đúng vậy. Và nếu chúng ta không tìm kiếm và tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt và từ chối chấp nhận sự trở lại của Đức Chúa Giê-xu, thì chúng ta sẽ bị Đức Chúa Trời bỏ rơi. Đúng vậy. Đúng là thế. Đúng rồi đó. Điều này thành toàn là những lời của Đức Chúa Giê-xu. Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Hãy lui ra khỏi ta. Phải. Phải. Nếu chúng ta không chào đón Chúa khi Ngài đến, chẳng phải chúng ta đang phản bội Ngài sao? Làm sao trung thành nhất Kinh Thánh và danh Chúa lại là phản bội? Tôi không đồng ý với quan điểm của anh. Nhiều lần các mục sư trưởng lão của chúng tôi đã nói, trong đức tin của mình, ta không bao giờ được từ bỏ Kinh Thánh. Chỉ bằng cách trung thành với Kinh Thánh, ta mới được vào thiên quốc. Amen. Làm sao như vậy mà sai được? Phải. Các mục sư và trưởng lão không thể sai lầm. Tại sao anh chị em luôn nghe theo các mục sư và trưởng lão? Chị nói rằng chỉ qua Kinh Thánh ta mới được vào thiên quốc. Cho tôi hỏi nha, có chứng cứ gì về chuyện này trong Kinh Thánh không? Đức Chúa Giê-xu có bao giờ nói thế không? Đức Thánh Linh có bao giờ nói thế không? Vậy ý niệm này được lấy từ đâu ra vậy? Đúng thế. Chẳng có chứng cứ gì. Ý niệm này có vấn đề nghiêm trọng đây. Kinh Thánh được biên soạn bởi con người chứ không phải Đức Chúa Trời. Do đó, theo lẽ tự nhiên, nó có sai sót. Đúng không vậy? Con người đã không được Đức Chúa Trời cứu rỗi và làm cho hoàn thiện, do đó thiếu đi lẽ thật. Con người không thể nào nói được điều gì từ Đức Chúa Trời và điều gì từ con người. Đúng vậy. Họ còn thiếu khả năng nhận ra những lệch lạc trong trải nghiệm và chứng ngôn của con người. Đúng rồi. Và do đó, thiếu đi lẽ thật và sự phân định. Con người thường chọn lấy những gì mình thích theo hình dung của mình và bỏ qua những gì từ Đức Chúa Trời nhưng lại không hợp với tư tưởng của họ. Con người có xu hướng phạm sai lầm. Thế nên, không thể tránh khỏi việc con người đã phạm sai lầm khi biên soạn Kinh Thánh. Nếu đức tin của chúng ta chỉ dựa trên Kinh Thánh, thì làm sao chúng ta vào thiên quốc được đấy? Nói tôi nghe đi, tôi nói phải không nào? Đúng phải. Chẳng ai đảm bảo được chính thật là vậy. Đúng thật, không nghe ai nói gì đâu. Tại sao mọi người lại cố chấp như vậy chứ? Anh nói chí phải. Đức Chúa Giê-xu chưa hề nói rằng chỉ qua Kinh Thánh con người mới được vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Và về lối vào vương quốc của Ngài, Ngài đã phán: không phải hễ ai nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Amen. Đức Chúa Giê-xu đã phán rõ ràng: chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ở trên trời mới được vào nước thiên đàng.
Những ai nói rằng phải bám chặt vào kinh thánh thì chúng ta mới được tiến vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Thì cho tôi hỏi, trung thành với kinh thánh là thực thi ý của Cha trên trời sao? Liệu kinh thánh có thay thế cho công tác của Đức Thánh Linh được không? Không. Không có công tác của Đức Thánh Linh, con người có thể đạt được ơn cứu rỗi hay không? Đúng vậy. Không đời nào. Liệu chỉ mình kinh thánh có thể làm cho tinh sạch tâm tính bại hoại của con người không? Liệu kinh thánh có thay đổi được tâm tính sống của con người không? Thật sự kỳ diệu đến như vậy sao? Chỉ bằng cách hiểu kinh thánh, liệu con người có biết Đức Chúa Trời không? Không đời nào. Phải. Đúng vậy. Như mọi người đều biết, những người Pha-ri-si hiểu kinh thánh, nhưng tại sao họ lại đóng đinh Đức Chúa Giê-xu vào thập giá? Khi Đức Chúa Giê-xu đến, tại sao Ngài nguyền rủa người Pha-ri-si, những người diễn giải kinh thánh vĩ đại? Bám chặt vào kinh thánh nghĩa là biết tiếng Chúa sao? Làm vậy là anh chị em được cất lên trước ngay Đức Chúa Trời sao? Làm vậy có đưa anh chị em đến tiệc cưới chiên con không? Anh chị có câu trả lời cho những câu hỏi này chứ? Không, chúng tôi chưa hề nghĩ tới chuyện đó. Đức Chúa Giê-xu phán: các ngươi dò xem kinh thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là kinh thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Amen. Anh chị em lấy kinh thánh mà thay thế cho Chúa và những lời và công tác của Ngài khi trở lại, chẳng phải như thế là phản bội Chúa hay sao? Anh chị em là người phục vụ Chúa hay phục vụ kinh thánh? Anh chị em đang phục vụ Chúa hay phục vụ kinh thánh nào? Nếu anh chị em không nắm bắt được mối quan hệ giữa những chuyện này thì làm sao dám mong đợi để biết Ngài? Đúng thế. Đúng vậy. Anh chị em đã đặt đức tin mù quáng vào kinh thánh để mong có sự sống đời đời, nhưng lại không dâng phục và tôn thờ Chúa. Chẳng phải đó là đường mà những người Pha-ri-si đã theo sao? Chắc chắn là thế. Chẳng phải người Pha-ri-si đều tôn thờ kinh thánh chứ không tôn thờ Chúa sao? Chẳng phải họ đóng đinh Chúa vào thập giá và do đó khiến Chúa nguyền rủa họ sao? Đây là sự thật không thể phủ nhận. Đúng vậy. Vậy mà các anh lại nói rằng qua kinh thánh các anh sẽ vào vương quốc của Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải như vậy là vô lý hay sao? Thật sự là thế. Các anh đã làm trưởng lão và mục sư nhiều năm, vậy mà vẫn giữ những quan điểm vô lý như thế. Các anh có khác gì những người Pha-ri-si giả hình không? Đúng thật là vậy. Họ đích thị là những người Pha-ri-si giả hình. Các anh đã tin nhiều năm rồi mà vẫn còn không hiểu hay sao chứ? Đúng vậy. Họ là những người Pha-ri-si giả hình đó. Họ là những người Pha-ri-si giả hình. Sau nhiều năm có đức tin, chúng ta phải biết được ý Chúa. Ngài trở lại là để đưa mọi thánh đồ vào vương quốc của Ngài. Amen. Còn về cách Chúa đưa các thánh đồ đi thì chúng ta chẳng ai biết chắc. Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng các trinh nữ khôn ngoan nghe tiếng tân lang sẽ đi cùng Chúa vào dự tiệc. Amen. Điều này chứng tỏ rằng khi Chúa đến lần nữa trong những ngày sau rốt, những ai nghe được tiếng Ngài và đi với Ngài vào dự tiệc sẽ được đưa vào vương quốc của Ngài. Amen. Những ai nghe được tiếng của Chúa thật sự là những người diễm phúc nhất. Amen. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Phải. Hãy suy nghĩ một chút nhé. Thuộc lòng kinh thánh nghĩa là chúng ta có thể nhận ra tiếng Chúa sao? Chắc chắn là không. Thuộc lòng kinh thánh nghĩa là chúng ta biết tiếng Chúa sao? Không thể nào. Phải. Những người Pha-ri-si ghi nhớ và diễn giải kinh thánh, nhưng họ vẫn đóng đinh Ngài vào thập giá. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Do đó rõ ràng, chỉ những ai yêu mến lẽ thật và có thể nghe được tiếng Đức Chúa Trời mới chào đón Chúa. Amen. Và nhận lãnh sự sống từ Ngài, chỉ có họ mới được đưa vào thiên quốc. Amen. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Thật sự đúng như lời anh đã nói. Trước kia, chúng tôi mù quáng nghe theo các mục sư và trưởng lão và giới hạn công tác của Đức Chúa Trời trong phạm vi kinh thánh. Chúng tôi cứ tưởng là miễn trung thành với kinh thánh thì sẽ được vào thiên quốc. Chúng tôi chưa hề để tâm tìm kiếm chân đạo,
và chẳng biết cách tìm kiếm lời của Đức Thánh Linh phán với các hội thánh. Làm sao chúng tôi lại nghĩ rằng mình sẽ nhận ra Đức Chúa Trời chứ? Phải, đúng vậy. Tệ nhất là tôi còn theo họ chống đối công tác của Đức Chúa Trời toàn năng trong những ngày sau rốt. Khi theo các mục sư và trưởng lão, tôi đã chống đối Đức Chúa Trời hệt như những người Pha-ri-si thật sự đúng là thế. Phải, chúng tôi đều quá mù quáng, quá ngu dại. Phải, chỉ nhờ các anh thông công tôi mới thấy ra rằng theo dấu chân công tác của Đức Chúa Trời là cách để chúng tôi đón nhận ơn cứu rỗi. Thật sự là vậy. Nếu chúng ta chỉ chấp nhận Kinh Thánh chứ không phải công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt thì chúng ta sẽ bị bỏ rơi. Phải. Làm sao chúng ta mong sẽ được làm cho tinh sạch và đón nhận ơn cứu rỗi chứ? Hoàn toàn đúng. Chúng ta đã lắng nghe các mục sư và trưởng lão diễn giải Kinh Thánh bao năm qua mà đạt được quá ít lẽ thật. Đúng là thế. Chúng ta đã tin rằng mọi lời về công tác của Đức Chúa Trời nằm trong Kinh Thánh cả, và tin rằng trung thành với Kinh Thánh thì sẽ được vào thiên quốc. Do đó chúng ta đã bác bỏ công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt. Nghĩ lại, thật may mắn khi Đức Chúa Trời không bỏ rơi chúng ta. Đúng phải.